Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không? 1. Tổng quan về tuổi Giáp Thìn 1964 nữ mạng năm 2022 nhâm dần. Nữ mạng năm 1964 tuổi Giáp Thìn tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa Phúc Đăng Hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. Mệnh Hỏa gặp năm 2022 mệnh Kim Bạch Kim, Hỏa khắc Kim, bình thường. Địa chi Thìn gặp dần, bình thường thiên can, giáp gặp nhâm, bình thường. Sao chiếu mệnh, sao thổ tú, hung tinh, gặp tiểu nhân hãm hại, sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Vận hạn, hạn diêm vương, có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu át khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ vong mạng. Vận niên, thổ lộng nguyệt. Thái tuế năm 2022, không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022, phạm tam tai năm thứ nhất. Tuổi kim lâu năm 2022, không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2022, không phạm hoang ốc. 2. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng. Sao Thổ Tú là một hung tinh trong cửu diệu tinh mặc dù mức độ ảnh hưởng của Sao Thổ Tú là không lớn nhưng nó cũng có thể gây ra những hạn sâu mà mệnh chủ nên lưu tâm. Gặp tiểu nhân hãm hại, Sao Thổ Tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi, xung quanh luôn có những tiểu nhân rèm pha, phá hoại, mọi sự khó thành. Chính vì vậy cần chú ý, phân định rõ kẻ tiểu nhân đừng để bị lợi dụng mà hại thiệt thân vấn đề sức khỏe với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt hay bị đau ốm nhưng bệnh không quá nặng xuất hành người có sao thổ tú chiếu mệnh thì xuất hành đi xa không thuận lợi nên hạn chế đi xa tránh gặp nạn chuyện tình cảm do sao thổ tú chiếu mạng chuyện tình cảm không được suôn sẻ gặp nhiều trắc trở xảy ra nhiều cãi vã tranh chấp không đáng có khi hiểu sao thổ tú là gì, bạn sẽ hiểu rằng khi sao chiếu mệnh bạn thường trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, xong cũng không gặp tai họa gì. Vì thế, nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực. Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi. Gia trạch bất an, hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì. 3 vận hạn năm 2022 của tuổi Giáp Thìn 1964 nữ mạng. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ vong mạng. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì Hàn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà. Rủi lầm sản nạn chắc là mạng vong theo ý tứ của hai câu thơ trên hạn diêm vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tính mạng nhiều ghi chép khác về hạn diêm vương hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh tuy nhiên bàn về hạn diêm vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc làm ăn rất thuận lợi duyên với của cải bạc tiền hội tụ rất mạnh những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng như vậy hạn diêm vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng khi gặp hạn diêm vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng, về chầu diêm vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, phong túc. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng. Thổ lộng nguyệt là thỏ vờn trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt tiền bạc dồi dào nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay tự nhiên bản mệnh gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng suôn sẻ. Thi cử dễ đoạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác thì bản mệnh được nhận vào chỗ tốt đang thiếu người. Trong năm này bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ngoài ra còn có tin vui hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên, về mặt tài chính thì trong năm nay bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm gặp vận niên thổ lộng nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống. Năm tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022 có 4 con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể Tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi tị năm 2022, tuổi tị phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân Phạm Sung Thái Tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi Phạm Phá Thái Tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng không phạm hạn thái tuế. 6. Tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu. Bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi. Gia chủ tuổi giáp thìn, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, bính dần, đinh mão, mậu thìn, mậu dần, kỷ mão, canh thìn, canh dần, tân mão, nhâm thìn, nhâm dần, quý mão, giáp thìn, giáp dần, ất mão, bính thìn. Như vậy trong năm 2022, tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng phạm hạn tam tai năm thứ nhất. 7 tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng đó là Kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu kim lâu thê đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà kim lâu lục xúc đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bản sản có nuôi vật nuôi theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một ba sáu tám thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng là 59 tuổi không phạm tuổi kim lâu. 8 tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả trong đó có ba cung tốt ba cung xấu cụ thể như sau nhất cắt hay kiết cũng vậy tốt làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt mọi việc hanh thông thuận lợi nhất kiết an cư thông vạn sự nhì nghi tốt làm nhà tuổi này sẽ có lợi nhà cửa hưng vượng giàu có nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh Tứ tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ Thọ tử, xấu tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Lục Hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tư tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi Giáp Thìn 1964 nữ mạng là 59 tuổi âm phạm không hạn tuổi hoang ốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.